AK shop với thầy Nam video review Honda Sonic đời FI gắn đèn chiếu sáng phụ trợ NL4 sử dụng chip LED XML2. Dòng sản phẩm NL4 hiện nay có hai dòng sản phẩm chip LED XML2 với đặc điểm chip LED hình tròn, bạn xem rõ là chip LED hình tròn, và XBL với chip LED hình vuông. Tất cả đèn chiếu sáng phụ trợ khi lắp đặt tại shop đều lắp đầy đủ cho các bạn mạch glare và giắc cắm. Ưu điểm của việc sử dụng mạch glare giúp đèn phát sáng hết công suất, truyền tải trực tiếp đắc điện từ ắc quy lên đèn. Và việc sử dụng giắc cắm tiện cho các bạn việc tháo lắp khi các bạn không có nhu cầu sử dụng đèn trong thời gian dài, các bạn hãy tháo đèn, toàn bộ mạch điện vẫn nằm trên xe và không ảnh hưởng đến các thiết bị điện khác. Khi các bạn có nhu cầu sử dụng đèn chiếu sáng, các bạn chỉ việc lắp đặt đèn và ghim giắc trở lại, khi đó sử dụng đèn như bình thường. Đó là hai ưu điểm của việc sử dụng giắc cắm và mạch điện glare khi lắp đặt các đèn chợ sáng. Và tất cả các đèn chợ sáng từ công suất tiêu chuẩn cho tới công suất cao, shop đều sử dụng như các bạn đầy đủ hai yếu tố trên. Và đèn khi lắp đặt lên xe có thể tùy chỉnh cao thấp và trái phải theo cầu khi lắp đặt. Đối với dòng Sonic này, các bạn có thể lắp ngay vị trí trên video các bạn đang xem, hoặc là lên vị trí chân kiến hoặc chân phụt tùy theo cầu khi lắp đặt. Và độ sáng của đèn, khi các bạn gắn ở vị trí này thì khi các bạn đánh lái, đèn sẽ đi theo tay lái, thuận tiện cho các bạn di chuyển trên đường vào những góc cua. Khi độ sáng trên đường bị hạn chế, các bạn lên vị trí này thì các bạn đánh lái, khi đó đèn sẽ đi theo đồng thời cùng lúc, giúp cho các bạn di chuyển được an toàn hơn. Bạn thấy rõ khi bạn đánh lái là khi đó đèn sẽ đi theo liền. Video review Honda Sonic lắp đặt đèn chiếu sáng phụ trợ NL4 với chip LED XML2. Sản phẩm thực hiện bởi AK Shop.